Seraphim chương 29. Họ kéo đến một ông già sang trọng, trông rất dễ thương cùng với một người trẻ hơn, trông cũng khá chững chẳng cánh tay phải đeo một cái băng Chào ồi, mà làm sao họ hét cười nói ồn ảo thế? Nhưng tôi thấy cái đó không có vẻ gì là đùa cả. Mà tôi nghĩ có lẽ nó đang làm cho lão vua với anh quận công trục dạ. Tôi chắc họ sẽ sợ tái mặt. Nhưng không, họ chẳng tái đi một tí nào. Anh quận công không bao giờ để cho ai có thể ngờ là có chuyện, vẫn cứ điểm nhìn gừ gừ quanh đó, vẻ sung sướng, thỏa mãn như một cái chai đang ọc sữa ra vậy. Còn lão vua thì nhìn lên nhìn xuống với vẻ mặt ngần ngại lo lắng về những người mới đến. Hình như cái đó làm cho lão đau lòng vì nghĩ rằng trên đời làm gì có những đứa lửa bịp và xỏ lá như vậy. Chà, lão ta làm cái trò đó khéo lắm. Một lô những người có tài mắt đứng chung quanh lão vua để cho lão yên trí rằng họ vẫn ở bên lão. Cây ông già sang trọng, mỗi mới bước đến kia có vẻ như ngạc nhiên gớm lắm. Nhưng rồi một lát, ông già đó bắt đầu nói. Và tôi nhận thấy ngay rằng ông ta nói đúng là một người Anh Chứ không phải cái kiểu nói của ông vô ảnh Mặc dầu kiểu đó dễ bắt trước Tôi không thể nào nghe rõ mà cũng không hiểu được tiếng của ông ta Nhưng rồi ông ta quay ra đám đông nói Đại ý là như thế này đây là một điều rất kỳ lạ mà tôi không thể ngờ tới được và tôi phải thành thật mà nói thẳng ra rằng tôi rất không thể nào hiểu nổi và trả lời nổi vì em tôi và tôi gặp chuyện không may. Em tôi bị gãy tay và hành lý của chúng tôi thì đêm qua bị đưa nhầm lên thị trấn ở trên kia. Tôi là Hà V, em của Peter Wee. Còn đây là William. William không nghe thấy gì và không nói được, cũng không làm dấu hiệu gì được nhiều lắm. Bây giờ chỉ còn có một tay để mà nói thôi. Chúng tôi là ai thì chúng tôi đã nói. Trong một vài ngày nữa lấy được hành lý về. Chúng tôi sẽ có đủ bằng chứng, nhưng từ nay đến lúc đó, tôi không muốn nói gì thêm nữa, chúng tôi về khách sạn và chờ đợi ở đó. Rồi ông ta và người cầm điếc kia bước đi, và lão vua cười, nói lung tung một hồi, gãy tay, có thể lắm, phải không ạ Và lại tiện nữa, đối với một anh bịp mà phải làm dấu hiệu mà không rõ thế nào, mất hành lý, thế thì tốt quá, lại thông minh quá, nhất là trong trường hợp như thế này. Rồi lão ta cười, mọi người khác cũng cười, có lẽ chỉ trừ có 3, 4 hay 5, 6 người gì đó thôi. Một trong những người ấy là ông bác sĩ, một người khác là ông chồng rất lịch sự, tay cầm một cái bị làm theo kiểu cổ. Vừa mới ở tàu thủy bước xuống lúc nãy và đang nói chuyện nhỏ với ông bác sĩ. Thỉnh thoảng nhìn lên lão vua và hai người, lại gật gật cây đầu. Đó là Levi Bell, ông trạng sư bữa trước, đi lùi vi là vắng. Còn một ông người nữa là to lớn, vạm vỡ. Vừa mới bước tới, nghe ông giả lúc nãy nói rồi, bây giờ đang nghe lão vua nói. Lão vua nói xong, người đó nhìn lên hỏi. Này, nếu ông là Harvey Hill, thì hỏi ông đến đây từ bao giờ? Hôm trước ngày cất đám bạn ạ, lão vừa đáp nhưng mà vào giờ nào hôm đó vào buổi chiều khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ trước lúc mặt trời lặn ông đến bằng cách gì tôi đi tàu susan power từ cincinnati đến được thế thì ông làm thế nào lại lên pin vào buổi sáng đi xuồng à tôi không lên pin vào buổi sáng nói dối nhiều người bước đến yêu cầu người kia đừng nói như vậy đối với một người già cả và lại là mục sư mục sư cũng phải treo cổ nó lên nó là một thằng bịp nói láo nó lên pin sáng hôm đó chính tôi ở đó chưa đâu tôi ở đó nó cũng ở đó chính tôi uh, trông thấy nó đi xuống đi cùng với tim colin và một thằng bé nữa bác sĩ kia hỏi nếu anh trông thấy thằng bé ấy nữa thì anh có nhận ra được nó không hinat Chắc tôi có thể nhận ra được, nhưng không biết à à à... Ê, nó kia kìa chứ đâu, dễ nhận ra nó lắm. Người đó chỉ đúng vào tôi, bác sĩ nói. Bà con ơi, tôi không biết rằng hai người vừa tới lúc nãy có phải là bịp hay không, nhưng còn nếu như những thằng cha ở đây mà không phải là những tên bịp, thì tôi chỉ là một thằng ngốc. Tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng ta là phải giữ, không để cho nó chạy khỏi nơi này, cho đến khi nào mà chúng ta rõ được sự tình đi à, hai nét đi đi bà con chúng ta đem những tên này đến khách sạn và cho đối chất với hai người vừa mới tới kia tôi chắc chúng ta có thể tìm ra được cái gì trước khi chúng ta hiểu rõ đầu đuôi mọi người lấy thế làm lạ lắm nhưng có lẽ đối với bạn bè của lão vua thì không ai lạ thế là tất cả chúng tôi phải đi lúc ấy mặt trời sắp lặn Ông bác sĩ nắm tay tôi giặt đi, nắm nhẹ thôi, nhưng không rời ra lúc nào cả. Mọi người bước vào căn phòng rộng lớn trong khách sạn, thắp mấy cây nến lên, rồi cho mời hai người lúc nãy tới. Trước hết, ông bác sĩ nói, tôi không muốn làm gì quá đáng đối với hai người này, nhưng vì tôi nghĩ họ là những tên lừa bịp, và họ có thể có những âm mưu mà ta không biết. Nếu như có, thì những tên này liệu có dám chuồn đi mà lại để cái bọc vàng của Peter Quill không? Chắc là không đâu. Nếu những tên này không phải là những tay lừa bịp thì chắc không phản đối việc lấy đi bọc tiền, lấy bọc tiền đó ra đây để chúng ta giữ cho đến lúc nào chứng minh được họ là lương thiện. Có phải thế không ạ? Mọi người đồng ý. Tôi nghĩ thế là họ đã dồn được bọn tôi vào chỗ kẹt ngay từ lúc đầu nhưng trông vẻ mặt lão vua chỉ thấy hơi buồn bã. Lão nói các ngài ạ, tôi cũng mong rằng cái bọc tiền còn đó, vì tôi không muốn làm gì để ngăn trở cái việc tìm ra đầu đuôi câu chuyện khốn nạn này. Nhưng mà than ôi, bọc tiền đó không còn. Nếu các ngài muốn thì xin cứ cho người đi xem. Thế thì ở đâu? Khi cô cháu gái đưa cho tôi giữ thì tôi đem uh, giấu nó xuống dưới đệm cỏ ở giường ngủ của tôi. Vì ở đây có ít ngày nên tôi không muốn đem tiền đó gửi vào nhà băng. Tôi nghĩ rằng giường đó là một chỗ đã kín đáo lắm rồi. Chúng tôi không biết rõ những tên da đen làm việc trong nhà. Tưởng chúng nó là lương thiện cả. Ừ, cũng như là kẻ hầu hạ ở bên anh thôi. Thế mà rồi ngay cái buổi sáng sớm hôm sau ấy, lúc tôi trở dậy đi xuống nhà dưới thì bọn da đen đã đánh cắp Trước khi tôi bán chúng nó đi thì bọc tiền vẫn còn đó. Hóa ra là lúc đi ấy, chúng nó cũng theo cả bọc tiền. Người hầu của tôi đây có thể nói rõ điều đó để cho các ngài biết. Ông bác sĩ với nhiều người khác cũng nói, thôi đi. Tôi thấy chẳng có cái người nào tin lời nói của lão ta cả. Có một người hỏi tôi rằng, tôi có trông thấy những người da đen đánh cắp tiền không? Tôi bảo không, nhưng tôi thấy họ ở trong buồng vội vã ra đi. Tôi chẳng nghĩ gì, mà chỉ nghĩ rằng có lẽ họ sợ vì đã đánh thức ông chủ tôi dậy Cho nên họ phải bước ra ngoài Không nhớ ông chủ mắng Họ chỉ hỏi tôi có thế Nhưng ông bác sĩ sừng sộ hỏi tôi Thế mày có phải là người anh không? Tôi bảo phải Rồi ông ta và mọi người cùng cười Nói lại bịp Rồi họ cứ hỏi đi và hỏi mãi Chúng tôi bị hỏi lên hỏi xuống Hết giờ này sang giờ khác Mà không thấy ai nói gì đến chuyện ăn uống cả và hình như họ cũng chẳng nghĩ đến việc ăn nữa, cứ hỏi mãi, hỏi mãi, thành ra câu chuyện cứ dối tinh cả lên, chưa bao giờ thấy như vậy. Họ bắt lão vua kể lại đầu đuôi câu chuyện của lão, rồi lại bảo ông già sang trọng kia kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình, và không thể có ai ngoài một số người nốc nổi, thành kiến lại dám bảo rằng ông già kia nói thật hay lão vua này nói dối cả. Lát sau họ bảo tôi đứng trong nói lại tất cả những gì tôi biết lão vua đưa mắt liếc nhìn tôi. Do đó tôi cũng biết là nên nói thế nào cho phải. Tôi bắt đầu nói về thành phố Selfray. Chúng tôi sống ở đó thế nào? Nói mọi thứ về nhà Huýt ở bên Anh. Nhưng tôi chưa nói xong thì ông bác sĩ kia đã phá lên cười. Rồi là vì bèo, ông trạng sư nói. Họ nói, thôi chú mày ngồi xuống. Nếu tao là chú mày á, thì tao trá vạ gì mà tự mang cái vạ vào mình như thế. Tao chắc là mày không quen nói dối Nghe nói mà không xuôi Mà cái thứ này á thì lại cần phải thử Mày nói dối dở lắm Tôi chẳng cần họ được họ khen làm gì Nhưng mà thấy được thoát thì cũng mừng đã Bây giờ ông bác sĩ lại quay sang bên Nói trước hết có lẽ ông lên phố đã chứ Ông Leverbell Ông vua chèn ngày vào giơ tay ra nói Ô oh, Ê, có phải đây là người bạn của ông anh tội nghiệp đã qua đời của tôi vẫn thường được nói đến trong thư đấy không? Ông trạng sư bắt tài lão, mỉm cười vẻ hài lòng. Rồi hai người chào hỏi nhau một tí, rồi lại đứng sang bên nói nhỏ. Lúc sau, ông trạng sư nói to lên. Được rồi, tôi sẽ cầm giấy chứng nhận và gửi đi, cùng với những giấy má của anh ông. Rồi họ sẽ biết thực hư như thế nào. Thế là họ lấy ra một tờ giấy, một cái bút, rồi lão vua ngồi xuống, vẹo đầu về một bên, thè lẻ cái lưỡi ra, việt nguệch ngoạc cái gì trên đó. Rồi họ lại đưa bút cho ảnh quận công. Và đó là lần đầu tiên thấy ảnh tả có vẻ lo sợ. Nhưng ảnh tả vẫn cầm lấy bút viết. Rồi ông trạng sư lại quay sang phía ông giả kia nói. Ông và em ông xin viết cho một vài dòng chữ vào đây và ký tên ở dưới. Ông giả kia viết nhưng không ai đọc được chữ gì ông trạng sư tỏ vẻ rất ngạc nhiên nói ồ lạ quá à. vừa nói vừa rút trong túi ra một lô những thứ cũ nhìn kỹ trong đó rồi lại nhìn chữ viết của ông giả kia rồi nhìn sang chữ viết của lão vua với anh quận công những bức thư cũ này là của harvey green và đây là hai thứ bút tích ai cũng có thể thấy rằng những người kia đã không viết đúng như vậy trong lão vua và anh quận công rất hoảng hốt khi thấy mình bị ông trạng sư cho vào trọng. Còn đây là chữ viết của ông già này. Và ai cũng có thể thấy dễ dàng rằng không phải chữ của ông. Vì thực sự cái ông ấy vừa viết đây không ra chữ gì cả. Đây, đây là những thư của... Ông già kia ngắt lời. Xin ông cho tôi giải thích. Không ai có thể đọc được chữ của tôi. Chỉ có ông em tôi kia mà thôi. Vì thế ông em kia vẫn chép lại thư tôi viết những cái thư mà ông cầm đây là chữ của em tôi đó không phải chữ của tôi à ra thế ông trạng sư nói đó lại là một chuyện khác nữa tôi cũng có một số thư của william nữa vậy nếu để ông ấy viết trong một vài dòng thì ta có thể ông em tôi không viết tay trái được ông già kia ngắt lời nếu ông em tôi bây giờ có thể dùng tay phải được thì các ngài có thể thấy là ông ấy viết thư của ông ấy lẫn thư của tôi Xin ông thử nhìn cả hai thứ thư mà xem, cùng là một người viết cả. Ông trạng sư xem rồi nói, tôi thấy có lẽ đúng, mà không thì dù sao từ trước tôi cũng nhận thấy hai thứ chữ giống nhau rất nhiều. Được, được, được. Tôi nghĩ rằng chúng ta sắp đi đến chỗ giải quyết rồi đây. Nhưng phần nào còn chưa rõ lắm. Dù sao cũng có một điều đã có thể chứng minh là hai người này không ai là anh em nhà Quýt cả. Vừa nói vừa quay sang phía lão vua và anh quận công. Bây giờ nghĩ thế nào? Cái lão già dại dột như con lửa kia vẫn không chịu. Thật là lão không chịu. Lão bảo rằng thử thách như thế là không được. Rằng em lão là William kia là một tay hay đùa nghịch và khó bảo nhất thế giới. Rằng lúc nãy không phải là hắn định viết. Vì lão biết rằng lúc hắn đặt bút lên giấy cũng chỉ là một trò đùa nghịch của hắn thôi. Nói vậy lão ta lại hung lên. Léo sẽ một hồi cho đến lúc lão tưởng rằng Chính lão đang nói đến mình thật. Nhưng rồi ông già kia ngắt lời. Tôi đã nghĩ đến một điều, ở đây có vị nào đã đến giúp việc khâm liệm ờ, cho ông đã đến giúp khâm liệm Peter Wick trước khi đem chôn cất không? Có tiếng người nói, có, tôi và Arthur đã làm việc đó. Có hai chúng tôi đến ở đây. Rồi ông già đó quay sang hỏi lão vua, có lẽ ông có thể cho tôi biết là ở trên ngực Peter có chỗ cái gì không? Chết thật, nếu mà lão vua không nhanh chóng tỉnh táo thì lại cha khác gì như à, cây cái bờ đất sắp lở nước sông đã khoét sâu vào chân, bất thình lình sẽ đổ ập xuống. Đấy, có phải không? Thật là một chuyện tính toán rất khéo để dồn người ta vào chỗ chết trẻ, để đánh ngã một người cứng vía như thế mà không báo trước. Vì làm thế nào mà lão vua lại biết được trên ngực người chết có chỗ được cái gì? Lão ta tái mặt đi một lúc, không chống đỡ nổi. Lúc đó thật là im lặng và mọi người như vươn ra một chút trước sự chăm chăm nhìn vào lão. Tôi tự bảo, có lẽ lần này lão phải đến xin hàng thôi chứ, cha có cách nào gì nữa. Nhưng lạ chưa kìa, khó mà ai tìm được, lão không chịu cứ chứ. Tôi nghĩ chắc lão ta định đèo đảng đến cùng để làm cho mọi người mệt nhoài. Không còn gì mà bắt nọ được nữa. Rồi lão ta và anh quận công có thể thoát nạn và trốn đi được lão ta vẫn ngồi đó, đàng hoàng. Lát sau, lão ta mỉm cười và nói, Úi chả, đó thật là một câu hỏi khó trả lời, có phải không hả? Vâng, thưa ngài, tôi có thể nói cho ngài biết là trên ngực người chết đã có chỗ cái gì? Đó chỉ là một mũi tên rất nhỏ, màu xanh, vâng. Chỉ có thế, nếu như không nhìn thật gần thì không thể thấy. Nào, ngài nghĩ thế nào? ý ừ. Thật tôi chưa bao giờ lại thấy có người nào cố đấm ăn sồi như cái tên giả ghé lờ này. Ông già kia quay ngay sang phía Arp Turner và người bạn của A. Đôi mắt sáng lên vì trong bụng nghĩ rằng lần này thì tóm được trúng tủ lão vua rồi, ông già hỏi. Đó, các ông đã nghe thấy ông kia nói gì rồi, vậy thì trên ngực Peter will có cái dấu hiệu trổ như thế không? Hai người kia cùng trả lời chúng tôi không thấy cái dấu nào như thế cả. Hay lắm, ông già kia nói tiếp. Vậy thì tức là trên ngực Peter, các ông có thấy mấy chữ nhỏ P và B, tức là những chữ mà hồi Peter còn trẻ đã trổ vào ngực, với chữ W giữa có ba cái gạch, tức là P, D, P, B, W. Vừa nói ông già kia vừa viết lên một mảnh giấy. Đây, có phải các ông thấy những chữ như thế này không? hai tên kia lại nói không chúng tôi không thấy chẳng thấy có dấu vết gì cả chào ôi lúc đó thì mọi người hoang mang rồi họ hét lên toàn những chuyện bịa đặt lửa bịt cả đèm dìm chết chúng nó đi vứt cả chúng nó xuống sông đi vứt nó lên đường sắt đi mọi người đều la lên loạn xạ nhưng ông trạng sư nháy lên bản hét tọt các ngài các ngài xin nghe tôi nói một câu chỉ một câu thôi xin các ngài À, hãy còn một cách, ta hãy đi đảo cái xác lên xe ờ, Câu nói đó ăn thua, đi đi Cả đám người reo lên và muốn đi ngay Nhưng ông trạng sư và ông bác sĩ nói lớn Con đã, con đã, tóm cổ cả bốn người này với cái thằng bé này dẫn đi nữa Mọi người kêu lên, được, chúng tôi sẽ lôi đi Và nếu không thấy những dấu đó, thì chúng tôi sẽ đem trao cổ cả bọn Thú thật là lúc đó tôi sợ quá Mà cũng không làm thế nào thoát được nữa họ nắm chặt lấy chúng tôi dẫn ra thẳng nghĩa địa ở phía dưới sông độ hơn một dặm. Cá thị trấn chạy theo sau. Vì đám người đi đường làm om sòm cả lên, lúc đó mới 9 giờ tối. Khi đi qua nhà, tôi nghĩ ra được bảo cô Mary Jane đi ra ngoại ô. Nếu không thì bây giờ đã có thể tin cho cô ấy già để mà cứu tôi và tố cáo mấy thằng trà khôn kiếp kiệt. Cả đám người và chúng tôi men theo bờ sông Đi bước thấp bước cao, y như những con mèo rừng. Trời lại tối, nền cảm dễ sợ. Gió thổi rung rung, những cái lá cây làm ánh đèn nhấp nháy. Đây mới thật là cái đáng sợ và nguy hiểm nhất. Tôi chưa hề gặp bao giờ, và tôi kinh hãi quá chừng. Tất cả những cái sắp đến sẽ khác hẳn với mọi cái tôi đã từng biết từ xưa. Đáng lẽ có thể bình tĩnh để có thì giờ mà suy nghĩ, mà xem cái chuyện buồn cười này và có cô Mary Jane ở bên tôi để cứu cho tôi được tự do khi gặp hoạn nạn. Hóa ra bây giờ chỉ còn là câu chuyện những vết trổ đó nằm giữa tôi với cái chết bất ngờ chứ không còn cái gì khác ở trên đời này nữa. Nếu như mà họ không tìm thấy vết trổ thì sao? Nghĩ đến cái đó, tôi không thể nào chịu được mà cũng chẳng nghĩ được cái gì khác nữa. Trời mỗi lúc một đen. Thật là rất thuận tiện để trốn, nhưng cái anh chàng hay nét tỏ lớn này đã nắm chặt cổ tay tôi rồi. Ấy thế mà, có khi chạy trốn khỏi một anh khổng lồ lại vẫn được đấy. Hắn kéo tôi đi sành sạch, có vẻ rất tức tối và tôi phải bước nhanh để khỏi bị hắn kéo. Ra đến nơi, họ bò vào nghĩa địa, kéo đông như nước lũ. Đến bộ thì thấy họ đã có đến hàng trăm cái xẻ Nhưng mà không có người nào mang đến theo một cây đèn Nhưng họ cứ theo những ánh đèn lấp lánh ở xa chiếu đến Mà đào lia lịa Trong khi đó có một người chạy đến căn nhà gần nhất Ở cách nghĩa địa chừng nửa dặm để mượn một cây đèn Thế là họ cứ đảo mãi đảo mãi Trời thì đã tối ghê lắm Lại bắt đầu có mưa Gió thổi u u Rồi có chớp nhoàng nhoáng Mỗi lúc một màu sấm vang ầm ầm. Nhưng họ chẳng để ý gì đến chuyện đó. Họ mãi miết đào. Có lục chớp lâu đến một phút, giật sáng, có thể trông thấy mọi thứ, mọi người trong đám đông ấy. Trông thấy cả những cái sảng đầy đất từ dưới mộ vứt lên. Rồi lát sau, trời lại tối đen, chẳng thấy gì nữa. Sau cùng, họ lấy được quan tài lên và nậy đinh đóng nắp ra. Thế là lại túm tụm chèn chúc nhau, để lách vào nhìn, mà trong bóng tối như thế thì làm sao thấy được gì? Thật là kinh khủng. Cái anh chàng hai nét kia vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi giật lạ. Tôi đã tưởng là hắn quên là có tôi ở đó vì thấy hắn đang bị kích thích thở hồng hộc. Bỗng một tia chớp soi sáng rực cả một vùng và có tiếng người kêu tôi: "Trời đất ơi, này, có cái bọc vàng nằm trên ngực người chết đây này." Hải Nít rú lên một tiếng như mọi người khác rơi cổ tay tôi ra rồi xô một cái thật nhanh chen vào giữa đám người để nhìn tôi thừa cơ lách ra ngoài chạy ra đường cái tối om mà không ai có thể trông thấy nữa tôi hoàn toàn có một mình ở trên đường và chạy như bay ít nhất là tôi cũng thấy chỉ có một mình tôi với bóng tối và thỉnh thoảng có chớp với tiếng mưa rào rào tiếng gió rít tiếng sấm oàng oàng suốt dọc đường tôi chạy chỉ có thế thôi vào đến thị trấn tôi không thấy qua một bóng người đang lúc mưa gió này vì thế tôi không cần đi đường hẻm mà cứ đàng hoàng đi ở giữa phố chính đi gần về đến nhà tôi để ý xem có thấy gì chăng không có ánh đèn nhà tối om làm tôi buồn chán nản thất vọng không hiểu tại sao nhưng rồi tôi vừa qua cửa nhà thì thấy có ánh lửa lóe lên ở cửa sổ buồng cô Mary Jane. Tìm tôi như nở ra, muốn vỡ. Ngay sau lúc đó, căn nhà lại trở lại tối đen như ở phía sau lưng tôi, rồi không thấy gì nữa. Tôi nghĩ cô ấy thật là một người con gái cử nhất mà tôi chưa từng thấy, và thật là một người có nhiều nghị lực nhất đến lúc tôi đã đi quá lên phía thị trấn để tìm đường ra chỗ đầu khe giấu bè, tôi mới nhìn kỹ xem có cái thuyền nào để mượn tạm không. Vừa hay lúc đó chớp lóe lên, tôi thấy có một cái xuồng không buộc dây xích mà chỉ buộc bằng sợi dây thừng. Tôi nhảy ngay xuống và vội vã trèo đi. Đầu khe cách chỗ này quá xa, phải ra đến giữa sông, nhưng tôi vẫn không để mất một tí thì giờ nào. Rồi đến bè thì tôi đã mệt quá chỉ muốn nằm ngay xuống mà thở một lát nhưng tôi không nằm vừa trèo lên tôi đã lên tiếng gọi chim ơi ra đây cho bé đi ngay thôi lại trời mày quá chúng mình thoát được bọn nó rồi chim chui ra bước đến chỗ tôi hài cánh tay mở rộng hắn vô cùng mừng rỡ nhưng khi ánh chớp sáng lên tôi bỗng im bặt nhìn hắn và chạy giật lùi Tôi quên bẵng mất rằng hắn đang đóng giả vua lìa và anh ả dập chết trôi, làm tôi sợ chết khiếp. Nhưng mà gì mặc kệ, cứ ôm chặt lấy tôi, mừng cho tôi. Hắn sùng sướng vì thấy tôi đã trở về và đã thoát được lão vua với anh quận công kia rồi. Nhưng tôi nói, để lúc khác nói chuyện, để đến bữa ăn sáng mày sẽ nói, hãy khơi dây bè và đi đã thế là chỉ hai giây đồng hồ sau chúng tôi đã xuôi dòng cảm thấy sung sướng lại được tự do trên sông lớn chỉ có mình mình mà không còn ai quấy nhiễu nữa tôi đã phải nhảy lên mấy cái và đập ngón chợ gót chân cho sướng một lúc vì không thể nhịn được nhưng mà khi tôi đập gót chân đến lần thứ ba thì tôi nghe thấy có một tiếng gì mà tôi đã biết rất rõ tôi nín thở lắng nghe chờ đợi xem đúng rồi vừa lúc một tia chớp sáng lên chiếu rõ trên mặt nước tôi nhìn thấy họ đã lại mò đến đây họ ngồi cầm mái treo và đang đẩy thuyền tới đó là lão vua với ảnh quận công tôi nằm vật xuống ván bè xin chịu tôi chỉ còn có thể làm được như vậy để giữ cho mình khỏi bật lên tiếng khóc mà thôi hết chương thứ hai mười chín